Xin chào các bạn, tôi là Khanh. Bây giờ đang bán bánh mì ở ngoài đường. Xe bánh mì của mình kêu là Good Morning Việt Nam, Duyên Nam Miên Bao Thanh Sơ. Bán ở khắp nơi Đài Bắc, có khi cũng đi Đào Nguyên. Rồi, bánh mì đặc biệt của mình là kiểu người Hoa, bánh mì heo quay rất là ít người bán ở Đài Loan. Cho nên là cái khẩu vị này rất là nhiều người thích ăn và mua mua xong rồi quay lại mua nữa. Rồi, còn một cái rất là đặc biệt là bánh mì chay của mình, tại vì mình làm part time ở nhà hàng bán đồ ăn chay kiểu Mỹ quan, cho nên là mình học học cái nghề của nhà hàng đó, cái mình bán cái kiểu bánh mì chay rất là đặc biệt, không có người bán ở Đài Loan luôn. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.